Hello, chào các bạn. Bây giờ tôi đang ở một cái resort ở Cần Giờ. Và ngay bây giờ tôi sẽ đi qua chợ Hàng Dương bên đây để mua hải sản và ăn uống cùng với đoàn. Đây chợ Hàng Dương. Bây giờ mình sẽ vào mua hải sản và ăn uống ở đây các bạn.